Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khỏe đẹp tự nhiên. Thay mặt những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị một ngày sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị, nhắc đến cây chó đẻ, chắc hẳn không ít người nghĩ rằng đây chỉ là một loại cây mọc dại chẳng đem đến bất kỳ tác dụng gì cho con người. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu từ Đông y cho hay, cây chó đẻ hay diệp hạ châu là một loại cây rất tốt và có nhiều công dụng chữa bệnh cho con người, đặc biệt với căn bệnh tiểu đường. Loại cây này giúp hạ và ổn định đường huyết rất tốt. Chính vì vậy mà trong video của ngày hôm nay, chương trình sẽ chia sẻ tới quý vị chi tiết về công dụng cũng như cách sử dụng loại cây này để hỗ trợ điều trị bệnh. Kính mời quý vị cùng theo dõi qua đoạn video sau đây. Bệnh tiểu đường 30 năm cũng khỏi ngay, chỉ nhờ uống nước loại cây mọc dại này mỗi ngày. Diệp hạ châu hay còn có tên là chó đẻ răng cưa, diệp hạ châu đắng, cam kiềm, rút đất, khao ham, cây thảo sống hàng năm, có thể sống lâu năm. Cao 20-30cm, có thể cao đến 60-70cm. Thân nhẵn thường có màu xanh đỏ. Lá mọc so le, hình bầu dục, xếp khít nhau thành hai dãy như một lá kép hình lông chim. Mặt trên xanh lục nhạt, mặt dưới mày xám nhạt, dài 1-1,5cm, rộng 3-4mm. Cuống lá rất ngắn. Hoa mọc ở kẽ lá, có cuống ngắn đơn tính, cùng một gốc. Hoa đực ở đầu cành có 6 lá dài, 3 nhị, chỉ nhị ngắn. Hoa cái ở cuối cành 6 lá dài bầu hình trứng, quả nang hình cầu hơi dẹt, mọc rủ xuống ở lá dưới, có khía mờ và có gai, hạt hình ba cạnh. Cây chó đẻ có chứa một số chất có thể điều trị bệnh gan như flavonoid, tannin, axit hữu cơ, ligam, phenol, chất kháng nguyên HBsAg có tác dụng giúp cơ thể kháng lại virus viêm gan B. Cây chó đẻ còn có công dụng như giảm đau, phục hồi chức năng gan, chống viêm, làm giảm lượng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, để hỗ trợ cũng như chữa được bệnh tiểu đường tốt, chúng ta cần kết hợp việc sử dụng cây chó đẻ với những loại cây thuốc khác để tăng khả năng phát huy hiệu quả của thuốc. Tùy vào từng khu vực khác nhau mà họ lại có những cách kết hợp khác nhau. Khi sử dụng cây chó đẻ thường xuyên, sẽ giúp cơ thể cân bằng đường huyết và phòng tránh những bệnh do biến chứng của bệnh tiểu đường gây ra. Béo phì là một trong những bệnh mà người bệnh tiểu đường nên đặc biệt lưu ý. Bởi béo phì có thể gây ra bệnh mỡ máu, một trong những bệnh thường phát sinh đi cùng với bệnh tiểu đường và gây ra các biến chứng cực kỳ nguy hiểm khác. Cây chó đẻ là một trong những loại thuốc đa năng, không những giúp chúng ta giảm cân mà còn có thể điều trị bệnh mỡ máu cao hay bệnh gan nhiễm mỡ. Diệp hạ châu có thể giúp ngăn ngừa một số dạng ung thư phổi và vú di căn. Một nghiên cứu trong năm 2011 cho thấy, các hoạt chất polyphenol trong thảo dược có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập, di chuyển và bám dính của các tế bào ung thư. Mặt khác, một nghiên cứu năm 2012 về các dòng tế bào ung thư đại trực tràng và ung thư gan ở người cũng chỉ ra rằng diệp hạ châu giúp làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và khuyến khích tiêu diệt những tế bào đột biến này. Theo Đông y, cây chó đẻ có vị đắng, hơi ngọt, tính mát, có tác dụng thanh can lương huyết, giải nhiệt mát huyết, lợi tiểu, sát trùng, giải độc. Cây chó đẻ có tác dụng đến gan, nhất là những bệnh nhân tiểu đường lâu năm đã dùng thuốc tây trong thời gian dài, gây nguy hại đến gan. Nhờ thành phần như flavonoid, chetoquin, tamin, axit hữu cơ, phenol, lignum. Ngoài ra, trong cây chó đẻ có chứa kháng nguyên HBsAg, giúp kháng lại virus viêm gan siêu vi B. Thành phần trong cây chó đẻ có khả năng kháng viêm, mau lành vết thương cho bệnh nhân tiểu đường, giúp làm giảm cholesterol xấu và triglyceride trong máu, giúp duy trì cân nặng, giảm béo hiệu quả. Vượt trội trong phục hồi chức năng gan thận, thanh lọc độc tố, nhất là bệnh nhân tiểu đường lâu năm kèm biến chứng như đau gan, thận, men gan cao, gan nhiễm mỡ. Giúp cân bằng đường huyết hiệu quả khi sử dụng thường xuyên mỗi ngày. Cách sử dụng cây chó đẻ để chữa bệnh tiểu đường như sau. Nguyên liệu: diệp hạ 10-15g, cam thảo 10-15g. Cách làm: đem hai vị này nấu nước uống hàng ngày cho đến khi giảm biến chứng và ổn định đường huyết, thì có thể giảm xuống mỗi thứ còn khoảng 5g, nấu nước để uống hàng ngày. Công dụng của cây chó đẻ trong chữa bệnh, nhất là bệnh tiểu đường, viêm gan B hay mỡ máu, thật đáng ngạc nhiên và đáng quý. Cây chó đẻ chỉ là một loại cây cỏ dại, dễ kiếm, nhưng nhiều người rất ngạc nhiên với khả năng chữa bệnh của nó. Hơn bất kỳ một loại thuốc nào, không gây nên một tác dụng phụ nào, giúp cải thiện chức năng của nhiều bộ phận đóng vai trò quan trọng trong cơ thể con người. Nhiều khả năng chữa bệnh như thế,
nhưng cây chó đẻ không hề đắt đỏ như chữa bệnh bằng thuốc Tây, lại không khó kiếm tìm như những loại thuốc khác, và cách chế biến khi sử dụng cũng không nhiều phức tạp. Việc duy trì một lối sống điều độ, một chế độ ăn uống khoa học theo khẩu phần ăn thích hợp cho bệnh nhân tiểu đường, luyện tập thể dục thể thao đều đặn, với tinh thần lạc quan về bệnh tật, cộng thêm phác đồ điều trị tiểu đường bằng thuốc hiệu quả và an toàn, chính là cách đã được nhiều bệnh nhân áp dụng và sống bình an với căn bệnh nan y này. Và phần tiếp theo, chương trình xin được chia sẻ tới quý vị một nội dung nữa, đó là nội dung béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hay không. Theo Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế IDF, số lượng người mắc bệnh đái tháo đường trên thế giới được tính là 425 triệu người và được dự đoán là sẽ tăng lên hơn 600 triệu người vào năm 2045. Do đó, các biện pháp phòng tránh bệnh tiểu đường không chỉ cần thiết đối với mỗi cá nhân mà còn rất quan trọng đối với chính sách y tế của mỗi quốc gia. Yếu tố di truyền, béo phì, lối sống không lành mạnh như chế độ ăn uống và tập luyện thể dục có mối liên quan rất lớn đến việc mắc bệnh tiểu đường type 2. Một giải pháp được xem là vô cùng quan trọng để ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2 đó là thực hiện một lối sống lành mạnh để duy trì mức cân nặng tiêu chuẩn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn bệnh tái phát ở những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao bằng cách cải thiện các thói quen cuộc sống hàng ngày nhằm kiểm soát được cân nặng của bản thân. Mặt khác, ảnh hưởng của các thói quen sống và béo phì đối với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 là khác nhau. Điều này còn tùy theo từng người và tùy thuộc vào biến thể di truyền. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu rõ sự tác động lẫn nhau giữa các yếu tố di truyền, bệnh béo phì và lối sống không lành mạnh đối với việc mắc bệnh tiểu đường type 2 cụ thể như sau. 1. Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng 5,8 lần ở những người béo phì. Trung tâm nghiên cứu chuyển hóa cơ bản Novo Nordisk, Hermine Jakubowicz và Đại học Copenhagen ở Đan Mạch đã tiến hành khảo sát và điều tra nguy cơ di truyền của bệnh tiểu đường type 2 có bị ảnh hưởng bởi béo phì và lối sống không lành mạnh hay không. Họ đã thực hiện một nghiên cứu mô hình thống kê tiến hành khảo sát trên 9.556 người đàn ông và phụ nữ, độ tuổi trung bình là 56. Những người này cũng đã tham gia vào nghiên cứu về chế độ ăn uống, ung thư và sức khỏe của Đan Mạch, DCH. Kết quả là gần một nửa đến 49,5% người tham gia mắc bệnh tiểu đường type 2 trong thời gian theo dõi, trung bình 14,7 năm. Nhóm nghiên cứu thiết lập các điều kiện khác nhau trong lối sống lành mạnh như sau. Không hút thuốc, sử dụng các chất có cồn ở mức độ vừa phải, tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống lành mạnh. Nếu như đáp ứng trên 3 điều kiện, sẽ được coi là có lối sống lành mạnh. Ngược lại, nếu chỉ thực hiện được duy nhất một điều kiện hoặc không thực hiện được điều kiện nào, được coi là lối sống không lành mạnh. Và những người còn lại được xác định là nhóm trung gian. Nguy cơ di truyền được đánh giá rằng các thang điểm rủi ro di truyền GAS bao gồm 193 biến thể di truyền được cho là có mối liên quan lớn với bệnh tiểu đường type 2. Kết quả đã chỉ ra rằng những người bị béo phì và có lối sống không lành mạnh có nguy cơ cao sẽ bị mắc bệnh tiểu đường type 2 và điều này không có liên quan đến các yếu tố di truyền. Ở những người béo phì, nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2 tăng 5,8 lần so với những người có cân nặng ở mức bình thường. Tuy những ảnh hưởng của yếu tố di truyền và lối sống không lành mạnh là không lớn, nhưng nguy cơ này vẫn có khả năng làm tăng 20% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. 2. Ảnh hưởng của béo phì nghiêm trọng hơn các yếu tố rủi ro khác. Một trong những nguyên nhân làm cản trở hoạt động của insulin trong việc hấp thụ glucose vào các tế bào được gọi là tình trạng kháng insulin, khiến insulin không thể thực hiện tốt chức năng của mình, và béo phì là một trong số đó. Khi bị béo phì, ngay cả khi insulin được tiết ra, các chất xấu đi ra từ mô mỡ làm cho insulin hoạt động kém hiệu quả ở gan, cơ và mô mỡ. Trong giai đoạn đầu, insulin thường được tiết ra quá mức để ức chế việc tăng đường huyết do kháng insulin. Ở trạng thái này, do kháng insulin được bao phủ bởi lượng insulin, nên mức đường huyết không quá cao và bệnh tiểu đường thường không thể chẩn đoán. Tuy nhiên, nếu insulin được tiết ra quá mức sẽ dễ dẫn đến tăng huyết áp, xơ cứng động mạch. Hơn nữa, nếu quá trình này diễn ra liên tục, tình trạng kháng insulin sẽ trở nên mạnh hơn và bệnh tiểu đường type 2 sẽ có nhiều khả năng phát triển nhanh hơn. 3. Tích cực thực hiện lối sống lành mạnh để chống lại béo phì. Người Nhật thường có khả năng sinh sản insulin thấp hơn so với người phương Tây và cũng dễ mắc bệnh tiểu đường ngay cả khi họ không bị béo phì hay thừa cân. Đặc biệt, hãy cẩn thận nếu như cân nặng hiện tại tăng hơn 10 cân so với cân nặng của bạn ở độ tuổi 20.
Một trong những phương pháp hiệu quả để kiểm tra trọng lượng cơ thể là hãy tích cực kiểm tra cân nặng mỗi ngày. Điều đó có thể giúp bạn theo dõi được sự thay đổi trọng lượng của cơ thể, từ đó nhận thức được về cân bằng chế độ ăn uống, luyện tập để hướng tới mục tiêu giảm cân. Ngoài ra, việc chăm chỉ vận động cơ thể mỗi ngày sẽ đem lại những hiệu quả tốt giúp chống tăng cân gây béo phì. Khi cơ thể vận động, lượng đường sẽ được sử dụng làm nguồn năng lượng cho cơ thể, từ đó giúp làm cải thiện tình trạng kháng insulin của bạn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chương trình đã chia sẻ tới quý vị những thông tin và kiến thức về sức khỏe người bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, chương trình chia sẻ tới quý vị cách chữa bệnh tiểu đường bằng cây chó đẻ. Hy vọng rằng những nội dung trên sẽ có ích cho quý vị trong việc phòng và điều trị bệnh. Nếu quý vị thấy video hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.